sau đây là phương pháp sử dụng máy xung điện liên năm để phục hồi liệt sau tai biến mạch máu não hay là đột quỵ não. Chúng ta sẽ sử dụng cùng một lúc để phục hồi cả tay và chân. Và nhân này thì cái sự hoạt động của tay thì đã phục hồi được sức cơ đã từ 3 đến 4 phần 5, nhưng cái khả năng hoạt động ở phía mặt duỗi cơ duỗi ha, đưa tay ra sau và duỗi bàn tay thì hết khả năng, đưa tay ra trước thì được, đưa tay ra trước thì được bác. Nhưng nó rất là khó khăn mà đưa tay ra sau, thời gian tay thì hơi có. Nên là chúng ta sẽ phục hồi cơ duỗi và cơ giãn cánh tay, duỗi cánh tay, duỗi cánh tay, cơ giãn và dưới chân cũng vậy, nhấc chân lên trước, ok được, và đưa chân ra ngoài và đưa chân ra trong thì bệnh nhân đã thực hiện được. Tuy nhiên nó hướng về ngoài nhiều hơn, bàn chân nó mang tính chất là nó bẹt, hơi bẹt ra ngoài, cho nên chúng ta sẽ phải làm cho nó co và đưa ra trong. Thì bàn chân đưa vào trong. Nhưng này chắc là cũng sẽ chịu khó hoạt động. Nào giờ mình quan sát. Rồi chúng ta sẽ nhét đây một điểm, 3 điểm. Chân thì chúng ta cũng sẽ dán ở đây thì hồi sáng chúng ta đã thực hiện một lần, nhưng bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho cái cơ này nó chịu nhưng nó bước vào trong, chúng ta sẽ đi phía bên trong đang rồi. Cái chân khi mà tư thế này thì nó hoạt động, nó đi vào trong được, tuy nhiên khi đứng lên thì nó lại càng ra ngoài, thì tập trung ưu tiên sáng lại phải cười rồi đúng không? Rồi. Giờ thẳng lại từ từ gỡ lên. Sẽ gắn phía dưới là màu đỏ, phía trên là đen. Cái này là tính chất là nó sẽ làm cho khí huyết cùng chiều, khí đường kinh nó chuyển lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái này. Chúng ta sẽ chọn cái thời gian. Mình đây. Quay cái máy này. Nhớ quay số liệu quay đi, hai cái số liệu chúng ta sẽ chỉnh là gì không hết, hai nấm cường độ bật máy để thời gian bệnh nhân này có thể 30 phút chỉnh chế độ điều trị là F2 thì F3 chia về điều trị liệt ha. Sau đây mình sẽ chỉnh cái tay, chỉnh tay nè, từ từ nhờ chân nè. Rồi, khi mình chỉnh như thế này thì mình coi cái tay nó sẽ duỗi ra nè, coi lên nè. Đấy, thấy chưa? Ta nhìn thấy ha. Rồi. Đây bác sĩ Luận. Đây có một thầy tên là thầy Thọ bên Thụy Điển. Lúc trước thầy làm, hôm nay thầy không làm. Nè. Dạ, xin chào thầy. Đó. Hiện tại là em đang điều trị phục hồi liệt cho một bệnh nhân đã bị 10 năm. Tuy nhiên là cũng đã phục hồi. Giờ chỉ là phục hồi cho thêm chất lượng và phục hồi phần duỗi thôi. Thì đây thì sáng làm một lần thì nó đã tương đối, cái tay này sáng to nhưng giờ nó đã duỗi rồi. Về duỗi thẳng rồi đó, thấy nó hiệu quả rõ rệt đấy. Mà nó mềm, quan trọng nó mềm nè. Mềm rồi. Nó mềm mà sáng nó cứng giờ nó mềm. Cố gắng tập sao để đưa tay qua đầu mới được. Tập đưa đầu hả? Đưa tay qua đầu thì nó phải duỗi. Nè, nó có cái cục này hả? Cục gì? Dạ. Đây cho thầy coi, đó nó có cái máy này nè. Cấp tên lực xung điện. Máy. Rồi bây giờ nhé, cùng đồng thời như thế này thì vừa điều trị này bệnh nhân có thể tập một lít điện cục lúc. Đúng rồi, khi mà nó có điện thì mình tập luôn. Ví dụ nó có điện thì mình giang ra luôn. À, tại vì nó không phải là kim, mình sẽ làm cái tay mình giang ra, kéo bạn luôn xíu.
thì có thể tắm được. Ví dụ nha, khi mà có điện nha, mình có thể đưa nó ra đây. Tại vì cái cơ vùng giữa của mình yếu nè. Bây giờ là mình có thể tập luôn cùng bất kỳ cái điện gọi là biết có thể giúp nhưng mà trợ giúp này các bạn và định hướng là của mình nha. Và bác sĩ hướng dẫn giúp nhau theo cái thì nhà sẽ giúp cho cái cơ này muốn coi nữa thầy chất lượng nó nhiều hơn. Đây có điện là bác tự động bác hoạt động theo cái hướng của nó nha. Ok đây đúng rồi chính xác này đúng rồi. Dạ. Khi nào mà không có điện thì nghỉ. Là nghỉ không coi. Nghe thầy thọ gửi là hỏi thăm khi nào có chuyện gặp nha. Dạ. Bye dạ. Đi. Dạ. Vâng. Dạ. Cảm ơn thầy và mẹ. Và có một ngày nào sớm nhất gặp lại thầy thọ. Dạ. Sớm nhất gặp lại. Dạ. Thấy khác không? Khác tức là khí huyết nó sẽ lưu thông. Mà khi nó lưu thông rồi thì điện. Ví dụ như bây giờ nè, nó điện trong 8 giây thôi mà. Khi nào mà có điện mình mới làm, không có điện thì mình nghỉ. Có điện không? Rồi, khi nào có điện thì làm nha. Đúng lúc của nó thôi, một động tác là đừng có đưa ra là ra hết luôn. Ra đi, đúng rồi. Rồi nghỉ, nó hạ xuống. Cái tay này cũng vậy, tay này cũng vậy. Khi mà có điện mình duỗi ra, mình ráng mình duỗi cái bàn tay ra. Có điện á sẽ giữ bàn tay này, rồi không có điện thì hạ nó xuống và hít thở sâu, chú ý hơi thở, lên một cái ghế, đây, đúng rồi, đó, tốt mấy, rồi hạ xuống, rồi ví dụ như bây giờ mình tập chân nè, để lại xuống đây, để lại xuống, rồi bây giờ mình tập cái chân nè, khi có điện, khi có điện thì mình khi có điện đó thì mình co chân lại và khép chân vô trong khi không có điện thì mình giữ chân ra đúng rồi chính xác đó nó vậy á rồi cứ vậy liên tục là nó sẽ tập đã thấy nó thẳng không em ngồi đây em quay là thấy chân nó thẳng đấy thì tập theo vậy là hướng nó thẳng chân nè thấy không bây giờ thì chất lượng nó sẽ đi về cái hướng tốt nhất của nó. Đây, ok. Cái này nếu có một cái đai gắn vô trong người nó là tuyệt vời.